Xin chào tất cả mọi người. Video này mình chia sẻ tới tất cả mọi người một cái công năng và hình ảnh của hai chiếc chăn mà sau khi mình đã hút chân không xong. Vậy thì cái mục đích ở đây chúng ta hút chân không là mục đích để làm gì ạ? Chúng ta đầu tiên chúng ta thấy giữa một chiếc chăn mà chưa hút chân không so với một chiếc chăn mà đã hút chân không. Thứ nhất là cái diện tích để chúng ta cất đồ nó đã nhỏ gọn hơn rất nhiều, tiện lợi hơn rất nhiều. Trong quá trình mà chúng ta đi trả đồ thì chúng ta cũng sẽ trả và chúng ta xếp được rất nhiều đồ. Và trong quá trình mà khách hàng mang về tủ nhà chúng ta cất để qua mùa, đến mùa đông chúng ta dùng, nó rất là nhỏ gọn, rất là tiện lợi. Đấy, và cái yếu tố thứ hai đó là khi mà anh chị để như này thì chiếc chăn của chúng ta rất phồng. Và trong chăn này nó sẽ có một cái hàm lượng không khí, và trong không khí nó là luôn có hàm lượng độ ẩm. Đấy, vậy lý do tại sao mà cái chăn chúng ta dễ bị mốc, đó là do rất nhiều nguyên nhân. Đấy, vậy thì cái mục đích đó là chúng ta sử dụng hệ thống hút chân không, đó là nó tiện lợi hơn, cái chăn của chúng ta sẽ đảm bảo hơn. Và đây là hình ảnh hai chiếc chăn mà mình đã xử lý hút chân không xong anh chị nhá. Rất là nhỏ gọn luôn. Một chiếc chăn đó là 6,5 cân và một chiếc chăn 4 cân, khoảng 3,5 cân thôi anh chị nhá. Đấy, và chưa hút với một chiếc chăn đã hút này, rất tiện lợi luôn. Và chúng ta xếp, chúng ta bỏ đồ đi này. Đấy, rất là gọn gàng anh chị nhá. Ôi, vậy thì nếu như mà anh chị đang kinh doanh về tiệm giặt sấy công nghiệp thì cái hình thức đó là hút chân không nó rất là tiện lợi và nó hiệu quả, và nó tăng thêm giá trị cho mô hình dịch vụ nhà chúng ta. Vậy chi tiết anh chị cần hỗ trợ tư vấn về mô hình giặt sấy công nghiệp, về những vấn đề liên quan đến trong quy trình giặt này, cả những vấn đề đó là hút chân không, anh chị có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline của em Huy, đến từ đơn vị giặt là Sinh Cộng, chuyên tư vấn và set up những mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp đầu tư tại thành phố, thị trấn, trung tâm và đặc biệt nông thôn. Em set up rất nhiều tiệm trên tỉnh thành, trải đều khắp cả nước. Xin chào, cảm ơn mọi người đã xem hết video này.